Cam có đọc một bài thơ tên là Anh có ước gì đâu, nghe rất là dễ thương. Cam sẽ đọc cho mọi người nghe. Anh có ước gì đâu, một ngôi nhà bảo dừng sau cánh cửa. Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại, bên trong chỉ có ấm áp và em. Anh có ước gì đâu, một tách cà phê, một buổi sáng yên lành ta tất bật đón chào ngày mới. Hôm qua là điều đã lùi xa, những điều to tát chứ yêu thương hờn giận thứ tha, hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ. Đang chờ em là rau đầy một rổ, bó hoa đang chờ cắm và một ngày bận rộn của anh. Anh già rồi nên không thích kiêng khem, ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay, đi lang thang đó đây, vùi đầu vào việc làm, hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ và yêu em khi anh muốn. Anh có ước gì đâu em ạ, cuộc đời này là phức hợp của những điều giản dị. Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi. Mọi thứ hoặc chỉ là bản thân nó, hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.